Xin kính chào quý vị và các bạn. Từ chiều tối qua đến sáng nay ngày 9 tháng 6, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Có một số nơi lượng mưa lên tới cả 100mm như là tại Sơn Tây, Hà Nội, Đông Bắc, Hòa Bình, Mường Sai, Sơn La, Minh Quang, Vĩnh Phúc hay là tại Trung Lý, Thanh Hóa và Quỳ Châu, Nghệ An. Mưa xuống đã giúp giải nhiệt bầu không khí oi nóng những ngày vừa qua. Dự báo trong ngày và đêm nay, mưa ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An sẽ giảm dần. Lượng mưa phổ biến là từ 20-40mm và có nơi là trên 60mm. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều tối nay vẫn tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa từ 40-90mm. Cần đề phòng có nơi mưa rất to trên 130mm. Sau mưa dồn dập, nguy cơ cao xảy ra ngập ống, lũ quét tại các khu vực trũng thấp, sạt lở tại các khu vực đất yếu. Ngoài ra thì mưa dông cũng có khả năng đi kèm với sấm sét, dông lốc và gió mạnh. Quý vị cần phải cẩn trọng đề phòng. Trở lại thời tiết của các thành phố lớn, thủ đô Hà Nội nhờ cơn mưa lớn trong đêm qua đã giúp không khí sáng nay trở nên trong lành và mát dịu hẳn. Mức nhiệt hôm nay cũng giảm nhẹ, cao nhất chỉ khoảng từ 32-33 độ, hơi oi nóng vào lúc trưa chiều. Về tối và đêm, khả năng mưa dông sẽ quay trở lại, cùng với nền nhiệt duy trì ở ngưỡng mát mẻ từ 25-26 độ. Thành phố biển Đà Nẵng hôm nay cũng sẽ xuất hiện mưa dông vào thời điểm chiều tối. Từ khoảng 16 giờ, mây dông phát triển và gây mưa, cục bộ có lúc mực mưa lớn kèm theo dông sét và gió mạnh. Còn trước đó, trời nhiều mây, nắng gián đoạn, mức nhiệt ngày đêm nay trên thành phố dao động từ 27-35 độ. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng có mưa từ sớm và kéo dài đến chiều tối. Thời gian mưa lớn sẽ xuất hiện trong khoảng từ 16 giờ chiều đến 18 giờ tối, có thể trùng với giờ cao điểm buổi chiều. Vì vậy, quý vị lưu ý để lựa chọn phương án di chuyển an toàn, tránh những khu vực và tuyến đường ngập nước. Nền nhiệt ngày hôm nay trên thành phố duy trì trong ngưỡng từ 26 đến 32 độ. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.